sướng quá. Anh hả? Em hỏi thiệt, anh cỡ 3 giờ nhúc nhích nổi không? Dễ thương luôn nha quý vị nha. Đó, vậy bài hát là ca khúc được mang tên là Nở Đầu Môi, Nở Nửa Đầu Môi đó. Dạ, một sáng tác của nhạc sĩ Hoài An, ca khúc được mang tên là Nở Đầu Môi, Nở Nửa Đầu Môi. Dạ, ca khúc đó. Ca khúc mới nói rồi bà nội. Ví dụ gì không, không phải để lên trên âm miệng nói đàng hoàng. Đây chứ là nói gì? Vâng, và vừa qua toàn thể quý vị đã lắng nghe một sáng tác của nhạc sĩ Hoài An qua phần trình bày của người đẹp Minh Tiết và người đẹp Phạm Phương, cái khúc lời đầu mình tên là Nở Môi, Nở Đầu Môi đó. Dạ. Dạ, không có nghe được gì chưa mấy cha nữa đây nè. Lời Nở Đầu Môi là khúc Nở Đầu Môi. Nghe rõ chưa mấy má? Yeah, luôn. Yeah, trên lầu cho người đẹp túc túc kìa. Rồi. Sao ra, bay lên trời cưng. Túc ơi Túc, cưng la chị thấy nước miếng văng ở Túc. Đừng có la quá sự nghiệp. Khán giả ta hối đầu quá em. Dạ. Yeah. Giọng đàn ông quá vậy. Kêu đi. Túc, Túc. Hồi dám bà nội. Kể lên tới em, à đã vơi dằm đi rồi. Giang một lần nữa em xin mời trai xinh gái đẹp. Dạ, hồi nãy là hai anh trai rồi. Bây giờ là hai chị gái đi. Không có hai chị gái thì mời hai chị 3D. Ai? À, không, anh đi có hai người hả? Trên lầu có ai lên không quý vị? Rồi, con gái đi, hồi nãy con trai rồi. Đó đó, chị áo trắng đó. Áo nào? Có chị áo trắng rồi, cái áo đỏ đó. Thôi anh trai đi, anh trai đi. Có gì dạy, dạy cho anh liếu liều dễ. Anh bèo không biết đâu, bèo xu bên ai á. Chị áo đen. Bây giờ áo đen với áo xám, hai bà quýnh lộn để bà nào thắng lên. Hai bà đi chung mà hai bà giơ tay quá trời luôn vậy đó. Rồi ai? Tóc vàng hả? Rồi lên đây. Dạ cô bé đâu con? Dạ con bé này quê Bến Tre nha quý vị. Bụi cao lắm quý vị. Dạ. Lên trên với chị này gái ơi. Mấy chị bên đây chuẩn bị vô trong nha. Chuẩn bị xem nè. Quan hậu bên đây xuôi ra. Cô bé đâu con? Trời ơi hai vợ chồng chụp sướng quá. Hả? Anh hả? Em hỏi thiệt, anh cỡ 3 giờ nhúc nhích nổi không? Mày thèm nha. Từ từ anh nói, trời ơi, banh cái lồng cầu của em mình. Em biết anh quay tay cái lồng cầu hay lắm, từ từ anh không quay anh. Ừ, nhẹ nhàng thôi bây giờ. Trời ơi, gái. Mày đăng quá ha. Xe chắc 550 hả bé. Rồi. Dạ nói giỡn cho thôi. À bây giờ em đã tìm được anh quay nhẹ nhẹ thôi nha. Mình lên quay từ từ vậy nè. Đó rồi em hướng dẫn cụ thể cái banh nó ra thì anh lấy ra anh đưa cho mấy chị gái trên sân khấu giùm em rồi ok. Rồi anh mang gái mình coi giùm em là mấy chị kêu số nào mình chỉnh cho lại coi có đúng giùm em không nha. Dạ đó. Rồi. Nói đi ông nội. Không mà nãy tôi nói nhiều rồi bây giờ tôi để cho Yumi nói đó. Nói cái gì nói với em. Thôi chú đi. Bắt đầu dò số quý vị. Hướng mắt về sân khấu và bắt đầu dò số cho một loài đặc biệt đi quý vị. Một lần nữa ai chưa có bé thì mình giơ tay lên nha quý vị nha. Rồi 30 ngàn đồng một tình áo bé luôn quý vị ơi. Thì nghe âm nhạc trắng kìa. Đó mắt kìa. Như cái tay, cái tay chờ là trẻ lớn. Ngày con số gì đây? Số gì ra, số gì đi, con số gì đây? May gì đây anh chưa có giới thiệu tay giùm em. Số gì ra, rồi dễ tiếng xa xa luôn. Ooh.
ông cùng người lên đôi. Bây giờ tan thành mây khói, vẫn còn cuốn thơ bồng khóc hồn. 24, 24, 24 còn ngày tình tư. 24, 24 còn ngày tình tư.
còn đâu kêu con ổng hay gì đâu mất kinh. Ổng kêu con ổng mở nó chặt đi. Số gì đây? Bà cô số gì đây? Cuộc đời gì đây? Cờ gì đây? Em không có biết. Số gì ra? Có biết gì đi mày? Gì đi con số gì đi? Số gì đây? Số gì ra? Vậy hồi nào tôi kinh luôn á. Trời ơi ông xã, ai đi chung với anh này vậy? Trời ơi, nó nghe này cha ơi, sao hai cục mục cho ông nặng cha. 30 dòng đồng mới cho tôi nói với được 30 đồng quý vị ơi, 30 đồng rồi giờ số đi anh. Rồi, con số mới kêu là con số ho lao 56. Có 1. Ông nội đọc 56 đó cha. Có 1. 56 không thôi. 56. 56 có 1. Thấy đường không anh? Giờ cho kinh 4 con, cho đọc có 1 con, cho ngưng rồi. Mất hình tới không? Ok rồi, đài, chị đứng đợi em xíu ha. Rồi kế tiếp 43. 43 có 1. 43 có 2, chị 56 này rồi. Có 2, ok. 24. 24 có 3. Số 7 có 4. Hợp lệ, xin chúc mừng anh trai đây của chị gái. Đây, dạ. Rồi đọc giùm em luôn nha. 56 có 1. 43 có 2. 24 có 3. Số 7 có 4. Dạ đúng rồi, hai tờ giống nhau nhưng mà hai cái ký hiệu nó khác. Anh cái này 157, cái này 158. Dạ. Vâng, hai ký hiệu thì nó khác nhau đúng chưa? Ok, hợp lệ. À, vâng, xin cảm ơn chị gái với lại một anh trai. Bây giờ mình phong bao lì xì tương đương với 5 phần vàng mình chia đôi ha. Rồi ok, xin mời ban tổ chức. Ở đây ta trúng nè mẹ, đây nè mẹ. Đây vô số giùm. Rồi đây xin trao cho anh trai anh ơi, về mình mua cái đồ dán nấm dán cho giùm em nha. Dạ, một mình hả cha, đây bên đây nữa. Rồi anh chị ơi cho em chụp một tấm hình kỷ niệm nha. Rồi nếp nếp vô đây, phần quà của anh, phần quà của chị ơi cáo đen rồi. Rồi chị ơi phần quà nè, phần quà. Rồi mình chụp một tấm hình kỷ niệm nha gia đình. Gia đình mình cười tươi lên nha. 1, 2, 3. Bơm nổ đây, không ai chụp cái chân xuống. Bơm nổ đi, mai chụp cho ông nội thôi.